Hello, xin chào các bạn. Với cái video này, mình muốn chuyển đến các bạn một cái bài tập nho nhỏ mà các bạn có thể luyện tập ở bất cứ nơi nào. Khi mà cái ánh mặt trời này chiếu sáng, chiếu tỏa đến những cái nơi mình đang ở, đang sống, đang làm việc vào buổi sáng ấy, thì mình tranh thủ tận dụng cái năng lượng này của mặt trời và sẽ nạp cái năng lượng của mặt trời vào trong cơ thể của mình để cho tự chữa lành. Và mình cũng có thể mình ngồi yên trên một cái ghế, mình ngồi mình thiền 5-10 phút gì đấy, hoặc có thể là mình kết hợp với một cái mantra. Và mình rất là thích dùng cái bài Om Mani Padme Hum. Mình đã làm một cái video nói bằng tiếng Đức về cái nạp năng lượng này của mặt trời với cái bài hát mantra Om Mani Padme Hum. Nhưng với cái video này mình nói bằng tiếng Việt Nam thì mình cũng nói qua để cho các bạn hiểu hơn một chút. Và khi mà mình làm cái ngồi thiền này, mình nạp năng lượng của mặt trời thì mình có thể nhắm mắt và thả lỏng cơ thể để cơ thể nó tự rung chuyển, bởi vì con người mình là năng lượng, là sự rung động, là sự kết nối. Vậy thì mình ngồi thả lỏng và mình để cho cơ thể nó tự chuyển động, nó tự lắc lư, và nó sẽ điều chỉnh chỗ nào mà chưa cân đối của mình thì sẽ trở lại trạng thái cân đối và cân bằng để cho trong lòng nó được bình an. Và qua cái tiếng hát này, qua cái năng lượng này, nó sẽ chỉnh sửa những cái tế bào của mình, nó đang đau ở đâu, nó đang bế tắc ở đâu, thì nó sẽ thả lỏng ra, nó sẽ giải tỏa cái bế tắc đó. Và bây giờ thì mình bắt đầu nhé. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Bạn hãy kết nối với trái tim của mình.
tích hợp những năng lượng, những tài nguyên và những cái điều mong muốn được chữa lành, tích hợp những cái thông tin ở trên. Bạn muốn chữa lành cái gì, bạn mơ ước cái gì, bạn muốn hòa giải cái gì, bạn muốn giải phóng năng lượng chỗ nào, bạn muốn thành công, bạn muốn hạnh phúc trong cuộc sống, hòa giải, yêu thương, và nhận cái năng lượng nữa đưa về trái tim và nói trong lòng: cảm ơn, xin lỗi, biết ơn, hãy tha thứ cho tôi. Hít thật hơi, một hơi thật sâu và thở ra bằng miệng. Và hãy gửi lên vũ trụ. Biết ơn. Đấy là một cái bài tập rất là đơn giản, rất là dễ làm mà các bạn có thể làm bất cứ đâu cũng được. Tranh thủ trong mấy phút thôi nhưng mà bạn đã kết nối được với trái tim, kết nối với cái bản thể của bạn và mong muốn những cái điều gì, những cái wonder nó sẽ xảy ra, những cái điều kỳ lạ nó xảy ra trong cuộc sống, mình sẽ thay đổi những cái điều đó. Chúc các bạn thành công.